Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh VTC 14. Hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 12 năm 2012, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Siêu bão Bopha sau khi quét qua Philippines đang di chuyển nhanh về Biển Đông. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng nhận định khả năng bão đổ bộ vào nước ta là không cao. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN chính thức xác nhận thông tin tàu Bình Minh 02 của tập đoàn này đã bị tàu Trung Quốc làm đứt cáp thu nổi địa chấn vào hôm 30 tháng 11 vừa qua. Như vậy, đây là lần thứ hai tàu Bình Minh 02 gặp sự cố do tàu Trung Quốc gây ra tại vùng biển chủ quyền Việt Nam. Sau chuyến kiểm tra đột xuất chiều nay, các chuyên gia thuộc Bộ Giao thông Vận tải khẳng định cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình bị lún là điều nằm trong tính toán, không có gì bất thường. Hàng trăm người đã biểu tình kêu gọi các biện pháp chống biến đổi khí hậu bên lề COP18 đang diễn ra tại Doha, Qatar. Những hình ảnh thú vị về các cuộc huấn luyện trong tuyết lạnh của nữ binh sĩ Nga. Mở đầu thông tin về siêu bão Bopha, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay tâm bão Bopha đã nằm trên khu vực phía tây bắc đảo Mindanao, Philippines, với sức gió giật cấp 14, cấp 15. Bão đang di chuyển nhanh theo hướng tây-tây bắc, tiến nhanh về Biển Đông. Hồi 13 giờ trưa nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc, 124,2 độ Kinh Đông trên khu vực phía tây bắc đảo Mindanao, Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây-tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông trên khu vực phía bắc đảo Palawan, Philippines. Đến trưa ngày 6 tháng 12, bão sẽ giảm đi một cấp khi đi vào khu vực phía đông bắc quần đảo Trường Sa, sau đó bão tiếp tục đi lên phía bắc vào phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Dự báo, bão Bopha có khả năng sẽ suy yếu ở khu vực phía bắc Biển Đông nên không gây ảnh hưởng lớn cho đất liền nước ta. Riêng vùng biển phía đông nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, từ sáng mai trở đi sẽ có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, gây nguy hiểm cho tàu thuyền, kể cả tàu biển có trọng tài lớn. Theo các chuyên gia khí tượng, bão Bopha khá giống với cơn bão Washi gây hậu quả nghiêm trọng cho Philippines sau khi quét qua nước này vào tháng 12 năm ngoái. Trước tốc độ di chuyển nhanh của siêu bão Bopha, chiều nay Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã gửi công điện yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa Vũng Tàu và các bộ Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động đối phó với diễn biến ở bão. Theo đó, gấp rút thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm từ vĩ tuyến 8 đến vĩ tuyến 13 trong 24 giờ tới. Bên cạnh đó thì thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, kiểm đếm và quản lý chặt chẽ tàu thuyền, đặc biệt là tàu thuyền hoạt động ở khu vực Trường Sa, Hoàng Sa. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Cũng trong ngày hôm nay, thì Bộ Y tế đã có công điện khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa Vũng Tàu và các đơn vị trực thuộc Bộ, khu vực Nam Trung Bộ về việc triển khai công tác chủ động ứng phó với bão Bopha. Theo đó, cần theo dõi sát diễn biến của thời tiết, chủ động trong công tác ứng phó với diễn biến bất thường của bão, phát huy phương châm 4 tại chỗ, đối phó kịp thời, chính xác, hạn chế thấp nhất thiệt hại, đồng thời chủ động sẵn sàng về nguồn nhân lực, vật tư, cơ số thuốc, hóa chất phòng chống lụt bão và tổ chức trực ban trực cấp cứu. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh. Bên cạnh đó, thì các đơn vị trực thuộc bộ chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, thiết bị, phương tiện và phân công các đội y tế cơ động hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Trước đó, trong sáng nay ngày 4 tháng 12, bão Bopha, cơn bão được cho là mạnh nhất trong năm nay, đã đổ bộ vào miền Nam Philippines. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến thời điểm này đã có 4 người chết do bão. Theo cơ quan dự báo thời tiết Philippines, cơn bão Bopha mang theo mưa lớn đã đổ bộ lên bờ biển phía đông đảo Mindanao vào lúc sáng sáng nay với sức gió 210 km/h. Tuy nhiên, khi đi vào đất liền, cơn bão đã trở nên suy yếu với tốc độ gió đo được là 20 km/h. Chính quyền Mindanao đã lệnh cho 41.600 dân sống ở những vùng ven biển và dễ bị lụt di tản đến các trại tạm trú khi nước bắt đầu dâng lên ở một số vùng.
Các học sinh ở Mindanao và nhiều vùng rộng lớn của miền Trung Philippines cũng đã được cho phép nghỉ học để tránh bão. Chúng tôi đã phải đóng cửa hàng vì cơn bão quá mạnh. Bão Bofa cũng khiến hoạt động đường không và đường thủy tạm thời bị hoãn, với 80 chuyến bay bị hủy bỏ, trong khi số người mắc kẹt trên các bến cảng lên đến 3.000 người. Nhằm ứng phó với bão, Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày hôm qua đã lên tiếng kêu gọi người dân hợp tác với các nhân viên phòng chống thiên tai để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra. Quay trở lại với thời tiết tại khu vực Bắc Bộ, mặc dù trong 2 ngày qua thời tiết có ấm lên đôi chút nhưng vẫn không đủ xua đi giá rét. Ngoài ra, bắt đầu từ đêm nay, khối không khí lạnh mới được tăng cường từ phía Bắc sẽ tràn xuống khu vực Đông Bắc Bộ, khiến nền nhiệt tại miền Bắc đã ở ngưỡng thấp sẽ tiếp tục giảm thêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua, các tỉnh miền núi phía Bắc đều ghi nhận mức nhiệt ở ngưỡng rét, phổ biến từ 10 đến 12 độ. Riêng Mẫu Sơn, Lạng Sơn thấp nhất với 7,6 độ, Sapa là 9,9 độ. Mặc dù đây không phải là mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận từ đầu mùa đến nay, nhưng do chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất thấp, ban ngày cao nhất cũng chỉ từ 10 đến 12 độ ở vùng núi, 17 đến 20 độ ở đồng bằng, nên đợt lạnh này được nhận định là kéo dài nhất và lạnh nhất. Cảm giác giá rét sẽ còn kéo dài khi đêm nay, khối không khí lạnh mới được tăng cường từ phía Bắc sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới khu vực Đông Bắc Bộ, do đó lan sang các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Vì vậy, đêm nay, nhiệt độ sẽ giảm mạnh từ 3 đến 5 độ. Đến ngày mai, khi Bắc Bộ đã nằm trọn trong khối không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất ở vùng núi cao chiều 9 đến 11 độ, vùng đồng bằng Trung Du từ 16 đến 18 độ, trời rét và có mưa phùn. Khi không khí lạnh tràn xuống khu vực Bắc Trung Bộ vào chiều tối mai sẽ gây mưa tại các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có nơi mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ giảm mạnh. Tuy đợt gió mùa này có cường độ không quá mạnh, nhưng với sự tăng cường vào ngày 8 tháng 12, nền nhiệt ở miền Bắc từ nay đến cuối tuần luôn duy trì ở mức thấp, vùng ven biển có gió mạnh. Thời tiết lạnh cũng dễ làm bùng phát nhiều dịch bệnh, trong đó có thủy đậu, một bệnh có tính nguy hiểm cao và để lại nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt bệnh này có tỷ lệ nhiễm ở trẻ nhỏ rất cao. Theo các chuyên gia y tế, thông thường mỗi năm, dịch bệnh thủy đậu thường bùng phát mạnh nhất vào khoảng tháng 2. Có đến 90% trẻ em mắc bệnh này trong giai đoạn từ 1 đến 10 tuổi. Bệnh xuất hiện chủ yếu tại các trường học, cơ quan và thường gây thành dịch vì siêu vi khuẩn có tốc độ lây lan nhanh chóng qua đường hô hấp khi tiếp xúc với người bệnh ở những nơi đông người. Bệnh cũng có thể lây lan sang người khác qua tiếp xúc với dịch tiết của các bóng nước vỡ ra và từ mẹ sang con khi bị nhiễm thủy đậu trong thai kỳ. Bệnh còn có thể lây lan từ những người bệnh trong giai đoạn ủ bệnh chưa có triệu chứng. Đặc biệt, thủy đậu dễ xảy ra những biến chứng nguy hiểm ở trẻ suy dinh dưỡng, đề kháng kém, khiến cho virus chạy thẳng vào máu và tàn phá các cơ quan như thận, não, gan, gây tình trạng sốt dao động, trẻ ly bì, có thể co giật, phải đưa gấp đến bệnh viện vì trẻ đã bị viêm não do thủy đậu. Những trường hợp này nếu tích cực hồi sức, chữa trị khỏi thì cũng để lại những di chứng thần kinh như điếc, động kinh, trí tuệ chậm phát triển. Đối với trẻ em, việc phòng ngừa thủy đậu bằng vaccine được xem là biện pháp hữu hiệu nhất hiện nay. Các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh nên đưa con em mình đi tiêm chủng sớm trước khi bước vào mùa dịch. Thời tiết giá lạnh tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong những ngày qua cũng đã góp phần làm cho gia súc bị chết. Theo Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có trên 500 con trâu bò mắc bệnh tụ huyết trùng, trong đó có gần 200 con đã chết, rải rác ở 50 xã. Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của thời tiết bất thường khi chuyển mùa, tập quán thả rông gia súc trong rừng khiến công tác tiêm phòng, giám sát, phát hiện dịch bệnh khó triển khai. Và đặc biệt là đợt rét kéo dài hơn 10 ngày qua đã làm cho sức đề kháng trên gia súc giảm, khiến vi khuẩn có sẵn trong cơ thể trâu bò gây ra với thể cấp tính. Hiện các địa phương đang tăng cường tuyên truyền vận động các chủ hộ chủ động che chắn chuồng trại, chuẩn bị đủ thức ăn cho gia súc trong những ngày giá rét, đưa gia súc về tiêm phòng và kịp thời phát hiện, báo dịch bệnh kịp thời để chữa trị, tránh lây lan rộng. Thưa quý vị, không khí lạnh có thể ảnh hưởng tới nhiều mặt của cuộc sống, nhưng riêng với những người trồng hoa, đào, thời tiết hiện tại có phần thuận lợi cho vụ Tết sắp tới. Tuy nhiên, những ngày tới đây, khi trời thực sự rét thì nỗi lo sẽ lại xuất hiện. Những ngày qua tại Hà Nội, nhiều nông dân trồng cây đã chủ động đối phó với thời tiết để bảo vệ cho những vườn hoa Tết của mình. Mới đầu giờ chiều, nhưng chị Đỗ Thị Hương đã vội vàng ra chăm sóc vườn hoa hơn 2 sào của gia đình. Ngay khi biết chiều tối nay có đợt không khí lạnh mới bổ sung, chị Hương đã phải buộc thêm dây để giữ cho những thân cây hoa không bị nghiêng đổ trước gió. Đó là với những cây sắp thu hoạch. Với những cây mới trồng để phục vụ dịp Tết, lo sợ giá rét sẽ kéo dài như dự báo, nên chị Hương cũng đã sử dụng các tấm bạt, một phần giữ nhiệt, một phần giảm sức gió. Đây cũng là bài học rút được sau những đợt gió lạnh đầu mùa vừa qua. Cây thì cũng đổ,
nó ngả, cho nên là nhà mình cũng phải, nhà tôi phải trăng dây. Đấy. Cho nên là nó, khi mà mình đã trăng dây là coi như là lao động của mình cũng lại sẽ phải giảm đi vì không làm được cái việc khác. Không chỉ ảnh hưởng đến diện tích hoa mà thời tiết cũng tác động nhiều đến những vườn đào phục vụ Tết. Giờ hiện đang là thời điểm các hộ gia đình tuốt lá để cho nụ phát triển. Khác với mọi năm, công việc tưởng chừng đơn giản này lại làm mất rất nhiều thời gian. Cũng năm nay là do thời tiết nó mưa nhiều quá nên năm nay là lá nó cành nó non nó dai khó tuốt, mọi khi năm mọi năm nó nắng nhiều nó lá nó tự khi nó tự rụng với gần lửa, năm nay nó mưa nhiều nó dai nó cũng tuốt nó cũng vất vả hơn mọi năm. Với gần 500 gốc đào, nếu thời tiết thuận lợi, gia đình chị Hòa có thể kiếm hàng trăm triệu đồng. Mà dù đã có nhiều biện pháp phòng chống, sử dụng các thuốc kích thích, nhưng nếu thời tiết không như mong muốn, rét kéo dài thì xem như là mất trắng. Như đợt rét năm 2011, các hộ dân tại vườn đào Nhật Tân đã bị mất hơn 2/3 diện tích do đào không thể nở. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt rét đang diễn ra tại các tỉnh miền Bắc sẽ kéo dài đến hết tuần này và sẽ liên tục được bổ sung sau từ 3 đến 4 ngày. Tuy nhiên, phải đến cuối tháng 12, đầu tháng 1, rét đậm, rét hại trên diện rộng mới chính thức diễn ra. Và khi đó, những người nông dân có thể sẽ phải áp dụng các biện pháp kỳ công và tốn kém hơn nhiều. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN vừa công bố thông tin chính thức về việc tàu Bình Minh 02 bị tàu Trung Quốc làm đứt cáp thu nổ địa chấn vào ngày 30 tháng 11 vừa qua. Như vậy, đây là lần thứ hai tàu Bình Minh 02 gặp sự cố với cùng một lý do. PVN nhận định tàu cá Trung Quốc đã ngang nhiên xâm phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam, cản trở hoạt động bình thường của ngư dân nước ta và làm ảnh hưởng đến hoạt động trên biển của PVN nói riêng. Theo ông Phạm Việt Dũng, Phó trưởng Ban tìm kiếm thăm dò phụ trách văn phòng Biển Đông của PVN, sự việc xảy ra vào lúc 4 giờ 5 phút ngày 30 tháng 11, khi tàu Bình Minh 02 đang di chuyển ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ để khảo sát. Tại thời điểm đó, có rất nhiều tàu cá Trung Quốc đang hoạt động. Khi các lực lượng chức năng phát tín hiệu cảnh báo và yêu cầu các tàu cá này ra khỏi khu vực làm việc của tàu Bình Minh 02, một cặp tàu kéo giã cào mang số hiệu 16025 và 16028 của Trung Quốc đã chạy qua phía sau tàu Bình Minh 02 và gây đứt cáp địa chấn của tàu Bình Minh 02 cách phao đuôi khoảng 25m. Vị trí cáp bị đứt có tọa độ là 17 độ 26 phút vĩ Bắc và 108 độ 02 phút kinh Đông, cách đảo Cồn Cỏ 43 hải lý về phía Đông Nam và cách đường trung tuyến Việt Nam-Trung Quốc 20 hải lý về phía Tây. Ngay sau khi xảy ra sự việc, PVN cho biết đã chỉ đạo các đơn vị thành viên trực thuộc và tàu Bình Minh 02 nhanh chóng khắc phục sự cố. Đến 14 giờ ngày 1 tháng 12, việc khắc phục sự cố đã hoàn thành và tàu Bình Minh 02 tiếp tục công tác khảo sát bình thường. Ông Dũng cũng cho biết, thời gian gần đây có rất nhiều tàu cá Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam, đánh bắt hải sản với số lượng rất lớn, tập trung ở khu vực từ Cồn Cỏ đến Nam Tri Tôn. Các tàu của các cơ quan chức năng Việt Nam đã yêu cầu tàu cá Trung Quốc rút khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều tàu cá Trung Quốc vẫn cố tình quay trở lại. Trước đó, vào sáng ngày 26 tháng 5 năm 2011, tàu Bình Minh 02 bị nhóm 3 tàu hải giám của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện để tấn công. Các tàu này đã chạy thẳng vào khu vực khảo sát của tàu Bình Minh 02 mà không hề có cảnh báo, sau đó chủ động chạy qua khu vực thả dây cáp nhằm cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02. Vị trí mà 3 tàu hải giám Trung Quốc phá hoại thiết bị của tàu Bình Minh 02 chỉ cách mũi Đại Lãnh, tỉnh Phú Yên khoảng 120 hải lý, nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không liên quan đến bất cứ tranh chấp nào. Ngay trong chiều nay, phóng viên PC14 đã có cuộc trao đổi nhanh qua điện thoại với ông Lê Chí Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và cũng là chủ tàu Bình Minh 02 để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, đặc biệt là hướng xử lý tiếp theo sau vụ việc nghiêm trọng này. Nó là một cái tai nạn hàng hải trên cái vùng biển của mình, đằng xa hai bên cũng đã phân định rồi và nó rõ ràng nó nằm ở trong nó. Cái vùng này nó chẳng phải là tranh chấp gì cả. Bên anh sẽ thuê số lượng tàu bảo vệ nó phù hợp với lại cái điều kiện và hoàn cảnh. Dao động của mình thì thường từ 3 tàu cho đến 8 tàu. Tại thời điểm này thì bên anh chưa thuê tàu thêm tàu bảo vệ. Bởi vì là cái lịch trình của nó thu nổ tại khu vực đó gần như là cơ bản hoàn thành. Chắc là chỉ nó đạt được khoảng độ 80% gì đó. Có thể kết thúc vào trong vòng tháng 12.
Và cái khó khăn trong cái quá trình làm thực hiện thời gian vừa rồi là đối với các cái tàu cá Việt Nam thì mình còn có thể liên hệ được, với các tàu cá Trung Quốc thì không thể điều phối được bằng tiếng Anh, tiếng Việt. Thì bên Anh có tác nghiệp là có thể cung cấp thêm cho các phiên dịch tiếng Hoa ở trên các cái tàu để có thể đảm bảo cái thông tin liên lạc giữa tàu địa chấn với lại các cái tàu chạy, các cái tàu đặc biệt các tàu Trung Quốc chạy xung quanh. Ông Lê Trí Thành cũng cho biết tàu Bình Minh 02 đang thực hiện thu nổ địa chấn với chiều dài lên đến 8.000 km. Theo tính toán thì thiệt hại lớn nhất là bị gián đoạn sản xuất, còn việc sửa chữa nối cáp dự kiến mất khoảng vài chục nghìn đô la Mỹ. Liên quan đến vụ việc tàu cá Trung Quốc làm đứt cáp tàu Bình Minh 02, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những hành động trên của phía Trung Quốc, ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ, những hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, xâm phạm quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam, vi phạm thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc đã ký vào tháng 10 năm 2011, trái với tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và tuyên bố cấp cao kỷ niệm 10 năm DOC làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp. Trước đó, vào ngày 3 tháng 12 năm 2012, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm kiên quyết phản đối những việc làm nói trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt ngay những việc làm sai trái đó và không để tái diễn những hành động tương tự. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Những ngày qua, dư luận đang xôn xao về việc tuyến cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình được đầu tư lên tới 9.000 tỷ đồng mới được đưa vào khai thác vài tháng nhưng bị hư hỏng, lún mặt đường và gây mất an toàn giao thông. Trong chiều ngày hôm nay, chủ đầu tư của dự án là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đã tiến hành kiểm tra công trình và đưa ra những kết luận ban đầu. Sau khi tiến hành kiểm tra, đại diện Tổng Công ty Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam xác nhận hai địa điểm xuất hiện bị lún mặt đường là từ km 256 cộng 186 đến km 256 cộng 541 và km 257 cộng 950 đến km 258 cộng 300 với tổng chiều dài khoảng 705m. Về thông tin mặt đường bị lún từ 15 đến 30cm và bị nứt kéo dài, đơn vị này cho rằng việc mặt đường bị lún là nằm trong tính toán từ trước, còn mặt đường bị nứt kéo dài, đơn vị này khẳng định không xảy ra. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, đơn vị này lý giải là do trước đây địa phương chậm bàn giao mặt bằng, do đó khi tuyến đường vừa đưa vào khai thác, vẫn phải tiếp tục theo dõi lún và khắc phục bằng cách bù lún. Trong 3 ngày tới, Ban Quản lý Dự án Đường Cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình cho biết sẽ hoàn thành việc sửa chữa khắc phục tổng diện tích mặt đường bị lún khoảng 1.500 m2. Trước những phản ứng trái chiều về việc chuyển bến xe Lương Yên thành nhà cao tầng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu Tổng Công ty Lương thực miền Bắc ngừng việc thực hiện dự án xây dựng cao tốc Lương Yên, tiếp tục duy trì hoạt động theo đúng mục đích của bến xe này nhằm ổn định đời sống người lao động. Theo chỉ thị của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc không tiếp tục triển khai dự án Lương Yên, thay vào đó là chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương thực Lương Yên tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống của người lao động, chủ động xây dựng phương án sử dụng toàn bộ diện tích đất của công ty theo đúng mục đích và hiệu quả. Trước đó, khoảng cuối tháng 6 năm 2012, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương thực Lương Yên đã gửi công văn đến Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị chấm dứt hoạt động của bến xe Lương Yên từ ngày 1 tháng 7 năm 2012 để phục vụ dự án xây dựng nhà cao tầng. Tuy nhiên, đề nghị này không được sự đồng ý của các chủ phương tiện vận tải và đặc biệt là Hiệp hội Vận tải Hà Nội. Ngay sau đó, Hiệp hội này đã có văn bản gửi các cấp có thẩm quyền đề nghị kéo dài hoạt động của bến xe Lương Yên để các doanh nghiệp vận tải với gần 300 đầu xe tiếp tục phục vụ đi lại của nhân dân thủ đô và các tỉnh lân cận, đồng thời đảm bảo công ăn việc làm cho hơn 60 cán bộ công nhân của bến xe. Trong số 6 quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong, Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc xây dựng ồ ạt các đập thủy điện trên con sông này. Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo thách thức và cơ hội quản lý tổng hợp nguồn nước sông Mekong được Ủy ban sông Mekong Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Ngoài ra, việc phát triển ồ ạt nói trên đang làm cho 70% hệ sinh thái của lưu vực sông và cuộc sống của 2,1 triệu người có thể bị ảnh hưởng trực tiếp. Theo báo cáo tổng quan của Ủy ban sông Mekong tại Việt Nam, hiện trên thượng nguồn sông Mekong thuộc lãnh thổ Trung Quốc đã có 14 đập thủy điện được xây dựng, 4 trong số đó đã hoàn thành. Có 11 đập thủy điện khác dự kiến xây dựng trên dòng chính ở hạ lưu vực sông này, gồm Lào, Thái Lan và Campuchia.
việc xây dựng các hệ thống thủy điện đang đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái của lưu vực sông, làm mất đất nông nghiệp ven sông, suy giảm nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến sinh kế cộng đồng, kéo theo nhiều vấn đề xã hội khác. Về tổng thể, việc xây đập sẽ biến dòng chính của sông Mekong thành một hệ thống các hồ chứa nước, làm tốc độ dòng chảy chậm lại, hầu như không còn phù sa bồi lắng theo dòng chảy Mekong, hàng loạt các loài thủy sản đặc trưng của Mekong sẽ biến mất. Việt Nam là nước duy nhất trong lưu vực không có đập thủy điện trên dòng chính, tuy nhiên lại có tới 95% lưu vực nước phụ thuộc vào nguồn nước bên ngoài Việt Nam. Theo các chuyên gia, nếu các công trình thủy điện dòng chính được xây dựng, lượng phù sa về đồng bằng sông Cửu Long từ 26 triệu tấn một năm sẽ giảm xuống chỉ còn 7 triệu tấn một năm và làm gia tăng hiện tượng sói lở bờ sông, mặt khác lại làm suy giảm khả năng làm sạch của dòng sông. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Đoàn Mạnh Thùy cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, mua bán ma túy với số lượng lớn diễn ra trong thời gian dài, gồm nhiều đối tượng cư trú ở nhiều địa phương khác nhau. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, từ năm 2006 đến tháng 4 năm 2011, các đối tượng trong vụ án đã thiết lập đường dây, tổ chức mua bán trái phép 110 bánh heroin và 80 viên ma túy tổng hợp, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng. Trong đó, Đoàn Mạnh Thùy sinh năm 1974, trú tại Mộc Châu, Sơn La là đối tượng chủ mưu, cầm đầu lôi kéo các đối tượng khác cùng tham gia và trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy. Có 23 bị cáo đã tham gia mua bán trái phép chất ma túy bị đưa ra truy tố. Các đối tượng đã thiết lập nhiều đường dây mua bán ma túy qua nhiều tỉnh, thành phố. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phiên tòa, các đơn vị chức năng công an tỉnh Sơn La đã huy động lực lượng triển khai công tác bảo vệ nhằm bảo đảm việc xét xử được tiến hành theo đúng pháp luật, quá trình quản lý giam giữ, dẫn giải đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn tính mạng cho các bị cáo trước, trong và sau khi xét xử. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 15 ngày. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Hàng trăm người đã biểu tình kêu gọi các biện pháp chống biến đổi khí hậu bên lề COP18 đang diễn ra tại Doha, Qatar. Radio làm từ gỗ kêu gọi bảo vệ môi trường tại Indonesia. Những hình ảnh thú vị về các cuộc huấn luyện trong tuyết lạnh của nữ binh sĩ Nga. Trong những ngày này, hàng nghìn đại biểu từ gần 200 quốc gia trên thế giới đang có mặt tại Doha, Qatar để tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Và cũng chọn đúng thời điểm này, hàng trăm công dân nước này đã xuống đường biểu tình kêu gọi các quốc gia Ả Rập cần có biện pháp cụ thể để chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu. Dọc theo con phố Carnage, nằm lọt giữa các tòa nhà chọc trời ở thủ đô Doha, hàng trăm người trẻ tuổi đã giơ cao biểu ngữ với nội dung ngăn chặn biến đổi khí hậu hay người Ả Rập giảm phát thải nhằm thể hiện mục đích tối cao của cuộc biểu tình. Đây được coi là cuộc biểu tình đầu tiên về biến đổi khí hậu được tổ chức ở các tiểu vương quốc Ả Rập. Theo những người biểu tình, các nhà lãnh đạo của Ả Rập cần có tầm nhìn xa hơn đối với vấn đề bất ổn chính trị trong khu vực, cũng như giải quyết những thách thức lớn hơn về tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay. Chúng tôi có mặt ở đây để nói với thế giới rằng chúng tôi thực sự quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu và đã đến lúc các nhà lãnh đạo cần phải hành động. Theo các nhà khoa học, hiện tượng biến đổi khí hậu chủ yếu là do tác động của con người như xả thải, chặt phá rừng gây ra. Mặc dù các nước trên thế giới, bao gồm cả các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển đều cho rằng phải giảm lượng khí thải, song lại không đạt được thỏa thuận về cách thức phân chia trách nhiệm này. Sau đây là những tin vắn quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Chỉ trong vòng một tuần qua, đã có 3 trẻ em Syria sống trong trại tị nạn Zaatari ở miền bắc Jordan bị chết do thời tiết giá lạnh. Trong điều kiện nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, một số lượng lớn người tị nạn Syria vẫn phải sống trong các lều trại, được dựng tạm thời từ mùa hè. Theo chính quyền địa phương, hầu hết những người sống trong trại Zaatari đều là trẻ em dưới 18 tuổi. Dưới sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, bắt đầu từ hôm nay, điều kiện hạ tầng trong trại sẽ được cải thiện. Các thiết bị sưởi ấm sẽ được lắp đặt để giúp người tị nạn đối phó với thời tiết khắc nghiệt. Hôm qua, thủ đô Kiev của Ukraine đã đón đợt tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay khi nhiệt độ hạ xuống âm 4 độ C. Tuyết trộn lẫn các viên đá nhỏ đã gây nhiều bất tiện cho người dân khi đi làm và gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường trong khu vực trung tâm thành phố. Các cơ quan khí tượng địa phương dự báo, luồng gió xoáy từ bán đảo Ban Căng sẽ khiến nhiệt độ hạ xuống âm 15 độ C, khiến tuyết rơi trên cả nước Ukraine từ nay tới cuối tuần. Năm ngoái, thời tiết khắc nghiệt trong mùa đông đã khiến hơn 130 người Ukraine thiệt mạng.
Trong khi đó, tại bang Brisbane, Australia ngày hôm nay, các nhân viên cứu hỏa đã phải nỗ lực dập tắt nhiều đám cháy rừng do thời tiết nắng và khô. Cháy rừng cũng lan sang một số nhà dân ở khu vực tiếp giáp. Phần lớn đất nước Australia đang phải trải qua một đợt nắng nóng với nhiệt độ lên đến trên 30 độ C. Dự kiến nhiệt độ sẽ đạt mức cao nhất là khoảng 40 độ C trong vài ngày tới. Nhiều trường học đã phải ra lệnh cấm trẻ em chơi đùa ngoài sân. Số bệnh nhân phải nhập viện do nắng nóng trên cả nước cũng đang tăng cao. Trong bối cảnh môi trường sống của con người đang bị tàn phá nghiêm trọng như hiện nay, thì bất cứ ý tưởng nào về bảo vệ môi trường hành tinh xanh cũng đều được hoan nghênh. Một công ty ở Indonesia đã thiết kế và vừa cho ra lò những chiếc radio làm từ gỗ đầy sáng tạo. Cô Indi Hadono, nữ doanh nhân ở Jakarta, là một trong số rất nhiều người yêu thích các chương trình phát thanh địa phương. Trên bàn làm việc của mình, cô luôn đặt chiếc radio làm từ chất liệu gỗ do công ty Magno sản xuất. Indi Hadono giải thích cô rất ngưỡng mộ những giá trị đằng sau thiết kế của sản phẩm này. Người làm ra những chiếc radio có tính bền vững mang phong cách độc đáo này là nhà thiết kế Suliso Katono, 44 tuổi. Indonesia là quốc gia khét tiếng bởi nạn khai thác gỗ trái phép. Điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến các khu rừng. Tôi muốn thiết kế một sản phẩm chất lượng cao để nó có thể trở thành biểu tượng toàn cầu. Katono thiết kế chiếc radio đầu tiên bắt đầu từ năm 2005 với 80% chất liệu được làm từ các loại gỗ ở địa phương như gỗ thông, gỗ mùn hay gỗ gụ. Và chỉ 3 năm sau, ông bắt tay vào việc khôi phục rừng bằng cách trồng hàng ngàn hạt giống trên các ngọn đồi xung quanh xưởng sản xuất. Sản phẩm radio làm từ gỗ do Katono thiết kế hiện đã trở nên phổ biến khắp thế giới. Mỗi sản phẩm có giá bán dao động từ 150 đến 300 đô la Mỹ. Hai công ty của Mỹ và Pháp vừa cùng phối hợp nhằm phát triển một dự án tạo ra năng lượng sạch rất thiết thực. Đó là thực hiện quá trình sản xuất tảo trong nước thải của các tòa nhà thương mại để xử lý nước thải thành nước sạch, đồng thời tạo ra nguồn năng lượng rẻ và thân thiện với môi trường. Số nước thải này được lấy từ các phòng tắm, nhà bếp và nhà vệ sinh của một tòa nhà văn phòng nằm trên khu phố thương mại La Défense của Paris để dùng làm môi trường cho tảo phát triển. Giám đốc điều hành công ty Ennis Pháp cho biết, có thể đối với nhiều người, đó chỉ là một hỗn hợp chất thải, nhưng đối với công ty của ông thì tảo lại là tương lai của nguồn năng lượng sạch và rẻ. Nước thải có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Tại đó, chúng tôi sẽ nuôi dưỡng vi tảo. Vào cuối ngày, chúng ta sẽ có hai thứ. Đó là sinh khối với tảo đã phát triển được từ 24 đến 48 tiếng, dùng để chiết xuất thành nhiên liệu, sử dụng trong tòa nhà. Và một thứ khác nữa, đó chính là nước đã được lọc sạch. Theo luật năng lượng của Pháp, tất cả các tòa nhà đều được yêu cầu sử dụng năng lượng hiệu quả hơn vào cuối thập kỷ này. Các kỹ sư xây dựng trên khắp nước Pháp sẽ phải đưa ra nhiều kế hoạch tạo ra năng lượng cho các tòa nhà, đồng thời họ cũng phải xử lý được nguồn nước thải. Và tảo là giải pháp hoàn hảo cho cả hai yêu cầu tạo ra năng lượng và làm sạch nước thải. Với tính khả thi của dự án, nhiều chuyên gia tin rằng việc sử dụng tảo trong các tòa nhà lớn sẽ giúp người dân cắt giảm hoặc thậm chí là loại bỏ được lượng lớn chất thải, đồng thời tiết kiệm được tiền và nước sạch. Vốn là phái yếu, nữ giới tham gia quân đội thường gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ. Tuy nhiên, tại bất kỳ quốc gia nào đã tham gia quân đội thì họ sẽ được đối xử bình đẳng với nam giới. Tại Nga thì các nữ binh sĩ thường phải trải qua những bài diễn tập quân sự như ném lựu đạn, bắn súng trường, nấp dưới xe tăng, ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Và sau đây là những hình ảnh mà không phải lúc nào quý vị và các bạn cũng có thể nhìn thấy. Vượt qua chặng chướng ngại vật dài 100m, hành quân nhanh trên địa hình không quen thuộc là hai nhiệm vụ bắt buộc sống nam giới mà các lính nữ tại quân khu phía Tây của Nga phải thực hiện. Ngoài ra, họ cũng phải rèn luyện các bài tập khác cũng không kém phần khó khăn như nấp dưới mương, nấp dưới xe tăng và bắn súng AK-47. Mọi việc không còn đáng sợ nữa, chúng tôi đã tập luyện trong suốt 5 tuần qua và sẽ sớm bị kiểm tra. Chúng tôi được đối xử công bằng, lính nam và lính nữ phải vượt qua chướng ngại vật giống nhau. Quân khu phía Tây của Nga có khoảng 1.000 lính nữ. Họ bắt đầu thực hành sau khi kết thúc khóa học lý thuyết. Tại đây, họ cũng phải học cách xác định phương hướng với la bàn, nhóm lửa với bất cứ thứ gì có trong tay và nấu ăn ngoài trời. Không có bất cứ sự nhượng bộ nào đối với các lính nữ. Họ phải tuân theo mệnh lệnh như mọi người trong các quân đội trên thế giới. Hầu hết trong số họ đều được điểm cao và có thể đánh bại một số lính nam. Sau một thời gian tập luyện, một số binh sĩ nam cũng phải thừa nhận rằng các lính nữ có thể bắn súng khá tốt, nhiều người còn có khả năng vượt trội hơn cả lính nam.
Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 4 tháng 12 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!